Tường Vi xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình thời sự 360 được phát sóng trên Formosa TV. Bây giờ là 6 giờ chiều California, 9 giờ tối giờ miền Đông Hoa Kỳ, cũng là 8 giờ sáng tại Việt Nam, ngày thứ 6, 29 tháng 10. Bản tin hôm nay bao gồm những nội dung chính sau đây. Từ những chi tiết nhỏ nhất, những bàn tay tận tụy khéo léo, những khối óc sáng tạo tinh tế, những phát minh mới mẻ tân tiến đã hình thành nên chiếc ghế massage vật lý trị liệu Luraco. Luraco xứng đáng là người bạn thân thiết trong mỗi gia đình Việt Nam. Dịch vụ sang tên xe, văn phòng chúng tôi chuyên lo về dịch vụ sang tên xe, xin giấy chủ quyền xe, đóng tiền thuế lưu hành để lấy sticker xe liền tại văn phòng và giúp quý vị bán xe cũ cho chính phủ với giá lên tới 1.500 đồng. Nhân viên rất vui vẻ, nhanh nhẹn, phục vụ tận tâm và uy tín. Mọi chi tiết xin gọi Henry Nguyễn 714-422-8266. Văn phòng số 12432 Brookhurst Street, Garden Grove, góc đường Brookhurst và Lamson. Đại diện thương mại Hoa Kỳ muốn hạ nhiệt trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Catherine Tai cho biết, trọng tâm của bà trong việc hợp tác với Trung Quốc là muốn hạ nhiệt mối quan hệ thương mại đang hết sức căng thẳng giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới. Phát biểu trong cuộc họp ngày 28 tháng 10 tại Hiệp hội Quốc gia của Hoa Kỳ, bà Tai nhận định mối quan hệ song phương Mỹ-Trung đã đến mức có cảm giác giống như là một đống rác khô và chỉ cần một sự hiểu lầm thì về cơ bản có khả năng gây ra một đám cháy khổng lồ, ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã hai lần bày tỏ mong muốn, bao gồm cả trong cuộc họp trực tuyến với bà Tai vào ngày 9 tháng 10 rằng Hoa Kỳ gỡ bỏ thuế quan và các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc. Vào thời điểm đó, các quan chức thuộc văn phòng của bà Tai tiết lộ, bà Tai xem cuộc gặp gỡ đó như một bài kiểm tra về cách thức xử lý mối quan hệ giữa hai nước trong tương lai. Theo thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1 được ký vào tháng 1 năm ngoái, dưới thời chính quyền Trump, Trung Quốc đã cam kết mua thêm sản phẩm của Hoa Kỳ trị giá ít nhất 200 tỷ đô la trong thời gian là 2 năm. Các nhà phân tích của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson đặt tại Washington nhận thấy rằng lượng mua của Trung Quốc đã đạt khoảng 68% mục tiêu trong 9 tháng đầu năm nay. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ dự đoán xuất khẩu gà của Hoa Kỳ sang Trung Quốc sẽ tăng khoảng 3% trong năm tới, lên mức 900.000 tấn. Trong bài phát biểu đầu tiên của mình phát thảo chính sách thương mại của chính quyền Biden đối với Trung Quốc, bà Tai đã chỉ trích các hành vi lạm dụng thương mại trong quá trình của Trung Quốc, đồng thời khẳng định sẽ bảo vệ những lợi ích kinh tế của Hoa Kỳ và sẽ khiến Trung Quốc phải thực hiện cam kết mua hàng của mình. Bà cũng cho rằng việc Hoa Kỳ tách rời hoàn toàn với Trung Quốc không phải là một lựa chọn tốt. Hôm 4 tháng 10 phát biểu tại một sự kiện của một tổ chức tư vấn, bà Tai nhấn mạnh, mục tiêu của chúng tôi là không làm tăng căng thẳng thương mại với Trung Quốc. Mới đây, ngày 28 tháng 10, bà cũng bày tỏ quan điểm tương tự khi mô tả mục tiêu của bà là hạ nhiệt để chúng ta có thể có một mối quan hệ và một cuộc trò chuyện tỉnh táo về cách thức chúng ta có thể ổn định các bộ phận thương mại đang hoạt động. Bà giải thích, Trung Quốc là một thị trường rộng lớn, có mức dân số khổng lồ và tất cả họ cần được cung cấp thực phẩm. Họ cần nhập khẩu nông sản, đó là thứ chúng ta có thể cung cấp. Tổng thống Mỹ có cuộc hội kiến dài bất thường với giáo hoàng Francis. Ngày 29 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có một cuộc họp kiến kéo dài bất thường với giáo hoàng Francis tại Vatican. Vatican cho biết cuộc gặp riêng này kéo dài khoảng 1 giờ 15 phút, sau đó dành khoảng 15 phút nữa để chụp ảnh và trao đổi quà tặng trước sự chứng kiến của các thành viên khác trong phái đoàn Mỹ. Tuyên bố của Nhà Trắng cho hay Tổng thống Biden đã cảm ơn giáo hoàng về sự ủng hộ của ông đối với người nghèo trên thế giới và những người hứng chịu nạn đói, xung đột và ngược đãi. Ông Biden cũng ca ngợi sự lãnh đạo của giáo hoàng trong việc đối phó cuộc khủng hoảng khí hậu, cũng như sự ủng hộ của giáo hoàng nhằm đảm bảo đại dịch chấm dứt đối với tất cả mọi người thông qua việc chia sẻ vaccine và phục hồi kinh tế toàn cầu một cách công bằng. Dự kiến Vatican sẽ đưa ra tuyên bố riêng về cuộc gặp này. Giáo hoàng Francis đã từng có cuộc gặp kéo dài khoảng 30 phút với cựu tổng thống Donald Trump hồi năm 2017,
và một cuộc gặp kéo dài khoảng 50 phút với cựu Tổng thống Barack Obama vào năm 2014. Cuộc gặp với Giáo hoàng nằm trong các sự kiện quan trọng trong chuyến công du châu Âu của Tổng thống Biden. Dự kiến ông sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 ở Rome, Ý, và hội nghị lần thứ 26 của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 ở Anh. Tại hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Biden một lần nữa sẽ truyền tải đến thế giới thông điệp xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn, cũng như hối thúc các đồng minh của Mỹ đáp ứng cam kết đóng góp phát sinh toàn cầu nhanh chóng hơn. Microsoft vượt Apple trở thành công ty giá trị nhất thế giới. Hãng Apple đã mất vị trí công ty đại chúng giá trị nhất thế giới về tay Microsoft Corp trong ngày 29 tháng 10, sau khi giá cổ phiếu của nhà sản xuất điện thoại iPhone tiếp tục trượt dốc. Apple tuy thông báo doanh thu quý vừa qua tăng mạnh, song vẫn thấp hơn so với dự báo của giới phân tích. Cụ thể, doanh thu của táo khuyết trong quý vừa qua đạt 83,4 tỷ Mỹ Kim, trong đó thu nhập ròng đạt 20,5 tỷ Mỹ Kim. Giám đốc điều hành Apple Tim Cook cho biết tình trạng thiếu hụt chip và gián đoạn nguồn cung, cùng với việc gián đoạn sản xuất do đại dịch COVID-19 lây lan tại khu vực Đông Nam Á, đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Sau khi báo cáo doanh thu này được công bố, giá trị cổ phiếu của Apple đã sụt giảm mạnh và tạo cơ hội cho đối thủ Microsoft vươn lên trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới. Trong giao dịch ngày, cổ phiếu của hãng Apple có trụ sở tại Cupertino, California, Mỹ đã giảm 3,6% xuống còn 147 Mỹ Kim, kéo theo giá trị vốn hóa thị trường của hãng này rớt xuống mức 2,41 nghìn tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, giá cổ phiếu của nhà sản xuất phần mềm Windows đã tăng 0,7% lên mức 326,8 Mỹ Kim. Qua đó, nâng mức định giá thị trường của hãng này lên mức 2,46 nghìn tỷ đô la Mỹ. Giá cổ phiếu của Microsoft được giao dịch ở mức cao kỷ lục sau khi báo cáo đầu tuần này cho thấy kết quả kinh doanh của công ty đạt mức cao mới trong quý thứ 11 liên tiếp. Trong 6 tháng vừa qua, Microsoft đã ghi tên mình vào danh sách lịch sử là công ty đại chúng thứ 2 của Mỹ đạt được giá trị vốn hóa hơn 2.000 tỷ đô la Mỹ. Được thúc đẩy bởi kỳ vọng rằng sự thống trị của họ trong mảng điện toán, đám mây và phần mềm doanh nghiệp sẽ mở rộng hơn nữa sau đại dịch, cổ phiếu của họ tăng trưởng vượt trội so với Apple và tập đoàn kinh doanh trực tuyến Amazon, với kỳ vọng vào tăng trưởng dài hạn về cả thu nhập và doanh thu, cũng như sự mở rộng trong các lĩnh vực như máy học và điện toán đám mây. Tính từ đầu năm nay, cổ phiếu Microsoft đã tăng hơn 45%, trong khi Apple tăng 15% và Amazon là 6%. Tiếp theo là bản tin Việt Nam. Nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ với các nước có hệ số an toàn cao, Văn phòng Chính phủ Việt Nam vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Việt Nam Phạm Bình Minh về việc áp dụng hộ chiếu vaccine và các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế. Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế đi và đến từ các nước hoặc các vùng lãnh thổ có hệ số an toàn cao, có biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5 tháng 11, 2021 về kế hoạch nối lại các chuyến bay thường lệ quốc tế với các nước. Về việc công nhận giấy chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19 hoặc giấy chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19, hộ chiếu vaccine, Phó Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao khẩn trương trao đổi với các đối tác để đẩy nhanh việc công nhận. Bộ Y tế chủ trì ban hành thống nhất mẫu hộ chiếu vaccine của Việt Nam ở dạng giấy và điện tử trước ngày 5 tháng 11, 2021. Đối với các trường hợp nhập cảnh, Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và các trường hợp tới Việt Nam để tìm hiểu thị trường, dự hội nghị, hội thảo thăm thân nhân phải có giấy chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19 hoặc giấy chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19. Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, các cơ quan địa phương liên quan tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện, ban hành hướng dẫn cách ly y tế thuận lợi, phù hợp đối với người nhập cảnh mang hộ chiếu vaccine. Các bộ ngành, cơ quan thuộc Trung ương trên cơ sở thống nhất với cơ quan y tế địa phương về phương án phòng dịch, chủ động quyết định việc mời, đón và chịu trách nhiệm quản lý người nước ngoài nhập cảnh, làm việc với cơ quan, mình và một số trường hợp nhân đạo, đặc biệt khác, khám chữa bệnh, thai sản.
Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chủ động quyết định việc mời, đón và chịu trách nhiệm quản lý người nước ngoài nhập cảnh làm việc với địa phương, đồng thời ủy quyền cho cơ quan đầu mối có thẩm quyền giải quyết và tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp nhập cảnh làm việc, học tập, nhân đạo trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng đối tượng và bố trí địa điểm cách ly y tế phù hợp, an toàn phòng chống dịch. Chủ tịch Nhà nước Việt Nam nêu ý kiến, giàu lên vì đất đai nhưng tù tội vì đất đai cũng rất nhiều. Nhấn mạnh điều này khi thảo luận về quy hoạch đất đai quốc gia, Chủ tịch nước Việt Nam đề nghị không được vô nguyên tắc trong quy hoạch đất đai. Cho ý kiến về vấn đề quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời 2021 cho đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 đến 2025 tại phiên thảo luận chiều 29 tháng 10. Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, quy hoạch đất đai là nền tảng quan trọng để phát triển các loại hình khác trong tái cơ cấu. Nước ta tam sơn tứ hải nhất đẳng điền, diện tích chỉ hơn 300.000 km2 nhưng dân số tới 100 triệu người là một trong những nước có bình quân đất đai rất thấp. Chính vì vậy, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả đất đai là điều rất quan trọng, phải dành đất cho thế hệ con cháu chúng ta. Vừa qua, chuyện giàu lên vì đất đai rất nhiều, nhưng tù tội vì đất đai cũng rất nhiều. Đồng thời, kỷ luật đảng vì đất cũng nhiều. Cho nên, yêu cầu đặt ra là phải chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai ở các cấp ngành. Chủ tịch nước nhấn mạnh, cho rằng việc dành đất cho kinh tế là quan trọng, song cần phải lưu ý việc dành đất cho văn hóa và môi trường sống của người dân cũng cần thiết. Ông tán thành việc giữ lại 3,5 triệu hectare quy hoạch cho đất lúa, cần tạo ra không gian chính sách để sử dụng linh hoạt chặt chẽ. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước cũng nhắc đến việc cần thiết phải có 15 triệu hectare trồng rừng, đạt độ bao phủ rừng từ 42 đến 43%. Ông cũng đề nghị tiếp tục phát động chương trình trồng 1 tỷ cây xanh, tương đương với 6 triệu hectare rừng để tạo ra môi trường sống hài hòa. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao việc dành đất cho phát triển công nghiệp, những vùng sử dụng đất kém hiệu quả, vùng đồi, vùng không trồng lúa, 2 vụ trở lên thì nên quy hoạch để làm công nghiệp và dịch vụ. Tuy nhiên, đất nông nghiệp cho chăn nuôi quá ít cũng cần chuẩn bị cho xu hướng dịch chuyển trong tương lai. Theo đại biểu Đoàn Hà Nội, trong phần đánh giá tiềm năng đất đai cho lĩnh vực nông nghiệp, cần phải làm rõ nổi bật hơn nội dung đánh giá về việc khai thác biển và đánh bắt nuôi trồng thủy sản, nhất là vùng ven biển gần bờ, quanh các hòn đảo lớn. Việt Nam là quốc gia có biển, vì vậy cần phải đánh giá kỹ hơn tiềm năng này. Đặc biệt, theo đại biểu Nguyễn Thị Lan, đất nông nghiệp sử dụng cho chăn nuôi mới hiện nay quy mô rất nhỏ so với quy hoạch quốc gia, trên bản đồ gần như là không được thể hiện. Đại biểu cho rằng cần phải đề cập để có định hướng cho các quy hoạch của địa phương vì trong tương lai, nước ta sẽ có xu hướng dịch chuyển từ nền công nghiệp chủ yếu là trồng trọt sang chăn nuôi. Đây là kinh nghiệm của nhiều quốc gia, xu thế dịch chuyển của nông nghiệp sẽ như vậy, nên cần quy hoạch đất cho khu vực chăn nuôi này. Vì nếu không quy hoạch sẽ khó có những giải pháp cũng như khó có sự chuẩn bị tốt cho việc này. Về dự báo xu thế biến động đất đai cả nước, qua phân tích có thể thấy đất chưa sử dụng đã giảm rất mạnh và hầu như chúng ta cũng không còn quỹ đất dự trữ. Vì vậy, cần phải có phương án huy động nguồn lực đất để hình thành nguồn đất đai dự trữ quốc gia đủ lớn. Có như vậy, chúng ta mới có thể phát triển tốt kinh tế xã hội trong những giai đoạn tiếp theo. Nệm cứng chống đau lưng Luxury Lamborghini 100% Made in Italy, 20 năm warranty, được bao phủ bằng những sợi chỉ bạc làm cho khí huyết lưu thông điều hòa, giúp cho hai người có thể trạng và thói quen khác nhau nhưng vẫn tận hưởng được sự êm ái thoải mái với độ cứng mềm thích hợp riêng cho mỗi người. Chỉ có tại Teletron, tặng thêm cọc gối Lamborghini Italy $800. Dịch vụ sang tên xe. Văn phòng chúng tôi chuyên lo về dịch vụ sang tên xe, xin giấy chủ quyền xe, đóng tiền thuế lưu hành để lấy sticker xe liền tại văn phòng và giúp quý vị bán xe cũ cho chính phủ với giá lên tới 1.500 đồng. Nhân viên rất vui vẻ, nhanh nhẹn, phục vụ tận tâm và uy tín. Mọi chi tiết xin gọi Henry Nguyễn 714-422-8266. Văn phòng số 12432 Brookhurst Street, Garden Grove, góc đường Brookhurst và Lamson. Từ những chi tiết nhỏ nhất, những bàn tay tận tụy khéo léo, những khối óc sáng tạo tinh tế,
những phát minh mới mẻ tân tiến đã hình thành nên chiếc ghế massage vật lý trị liệu Luraco. Luraco xứng đáng là người bạn thân thiết trong mỗi gia đình Việt Nam. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của Phố Hoa Sa TV. Sau đây chúng ta sẽ tiếp tục với những bản tin Việt Nam. Đề xuất cấp hơn 8.500 tỷ đồng hỗ trợ người dân. Các quận, huyện, thành phố Thủ Đức cần khoảng 14.400 tỷ đồng để triển khai các gói hỗ trợ, nhưng mới được cấp khoảng 5.860 tỷ đồng, còn thiếu hơn 8.500 tỷ đồng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi Sở Tài chính để trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19. Cụ thể, ở gói thứ nhất và thứ hai, tổng kinh phí hơn 4.000 tỷ đồng, nhưng các địa phương mới nhận hơn 1.000 tỷ đồng, còn thiếu khoảng 3.000 tỷ đồng. Ở chính sách thực hiện theo Nghị quyết 68, gói 26.000 tỷ đồng cho cả nước, tổng kinh phí cần gần 2.290 tỷ đồng. Đến nay, các địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh cần bổ sung hơn 2.000 tỷ đồng để chi trả. Ở gói hỗ trợ thứ ba, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến kinh phí hơn 7.300 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 7,3 triệu người. Tuy nhiên, đến ngày 24 tháng 10, các quận, huyện, thành phố Thủ Đức đã phê duyệt danh sách hơn 8 triệu người, tương đương hơn 8.000 tỷ đồng. Ở đợt hỗ trợ này, ngày 24 tháng 9, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định bổ sung hơn 4.600 tỷ đồng để chi phòng chống dịch và hỗ trợ người dân. Như vậy, gói này còn thiếu gần 3.450 tỷ đồng. Cụ thể, huyện Bình Chánh cần bổ sung hơn 470 tỷ đồng, Bình Tân hơn 460 tỷ đồng, thành phố Thủ Đức gần 490 tỷ đồng, quận 12 hơn 360 tỷ đồng, huyện Hóc Môn và Củ Chi hơn 220 tỷ đồng. Tính đến sáng ngày 29 tháng 10, tỷ lệ chi ở gói hỗ trợ thứ 3 chỉ mới đạt 75,5%, tương ứng hơn 5,6 triệu trong tổng số gần 7,5 triệu người có tên trong danh sách được phê duyệt. Ở đợt dịch thứ tư, ngoài gói 26.000 tỷ đồng triển khai chung cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai 3 gói hỗ trợ riêng giúp đỡ người dân gặp khó khăn. Ở hai gói đầu, ngoài số tiền thành phố rót về, các địa phương đã ứng trước để chi trả cho người dân, đến nay gần như đã hoàn thành chi trả. Với gói thứ ba có tổng số tiền giải ngân lớn nhất, nhiều quận huyện khi triển khai đã gặp khó khăn về kinh phí do tiền từ thành phố cấp về không đủ, khiến tiến độ bị chậm lại. Dự kiến gói này sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 11. Bé 2 tuổi rơi từ tầng 9 Bệnh viện Quốc tế xuống đất tử vong. Tối 29 tháng 10, lãnh đạo Bệnh viện Quốc tế Green Hải Phòng đã xác nhận vụ việc cháu bé rơi từ tầng 9 của bệnh viện xuống đất tử vong. Trước đó, ngày 18 tháng 10, một cháu bé sinh năm 2019, tỉnh Hải Dương, được gia đình đưa nhập viện thăm khám và được các bác sĩ chẩn đoán dính thắng lưỡi. Đến ngày hôm sau, cháu đã được phẫu thuật. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi bình thường và được chuyển về nằm tại một phòng ở tầng 9 của bệnh viện để tiếp tục theo dõi. Ngày 20 tháng 10, điều dưỡng có tiêm truyền cho cháu theo chỉ định và mọi việc diễn ra bình thường. Lúc này, điều dưỡng có nhắc mẹ cháu để ý chăm nom trẻ. Đến khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, điều dưỡng của bệnh viện nghe tiếng kêu "Chết rồi, con tôi rơi xuống đất". Ngay khi nhận được thông tin, các bộ phận liên quan của bệnh viện tập trung tại hiện trường, nơi trẻ rơi từ tầng 9 xuống và thực hiện cấp cứu ngay tại chỗ khoảng 15 đến 20 phút. Sau khi làm các thủ tục hồi sức cấp cứu, theo dõi trên máy, bệnh nhi có nhịp tim đập trở lại và trẻ được chuyển lên tuyến trên nhưng đã không qua khỏi. Theo thông tin từ Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng, bệnh nhân nêu trên được chuyển đến viện trong tình trạng ngừng thở, ngừng tim trước khi vào viện, bị đa chấn thương do ngã từ tầng 9 Bệnh viện Quốc tế xuống đất. Lãnh đạo bệnh viện cho biết trước tai nạn rủi ro mất mát của gia đình, bệnh viện họp ban giám đốc thống nhất miễn toàn bộ viện phí cho gia đình bệnh nhi, phối hợp với gia đình đưa cháu về quê nhà ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Thời sự quốc tế hôm nay có những tin tức đáng chú ý như sau. Hàn Quốc nới lỏng các hạn chế nhằm hướng đến sống chung với COVID-19. Thứ Sáu, ngày 29 tháng 10, chính phủ Hàn Quốc thông báo họ sẽ dỡ bỏ tất cả các hạn chế về giờ hoạt động đối với các nhà hàng và quán cà phê, đồng thời áp dụng thẻ thông hành vaccine đầu tiên của mình đối với các địa điểm có nguy cơ cao, chẳng hạn như phòng tập thể dục, phòng xông hơi và quán bar, trong nỗ lực sống chung với COVID-19. Các quan chức Hàn Quốc cho hay giai đoạn đầu tiên sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 và kéo dài trong một tháng.
chính phủ Hàn Quốc dự định sẽ dỡ bỏ tất cả các hạn chế trước tháng 2 năm 2022. Trong một cuộc họp chính phủ trên truyền hình, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Bok-eum tuyên bố, bắt đầu từ ngày 1 tháng 11, cộng đồng của chúng ta sẽ thực hiện bước đầu tiên để trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận thức được rằng, không có nghĩa là cuộc chiến chống virus corona đã kết thúc, mà là sự khởi đầu mới. Động thái này diễn ra khi Hàn Quốc vẫn đang vật lộn với số ca nhiễm cao mỗi ngày. Mặc dù số ca bệnh nhân và tử vong của quốc gia này vẫn thấp và kém xa so với nhiều quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề khác. Tuần trước, Hàn Quốc đã đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 70% trong số 52 triệu dân của mình, mở đường cho kế hoạch trở lại cuộc sống bình thường. Quốc gia này hiện đã tiêm chủng đầy đủ cho khoảng 72% dân số và đã tiêm ít nhất một liều vaccine cho hơn 79,8% dân số. Mặc dù chưa bao giờ phong tỏa, nhưng kể từ tháng 4 khi quốc gia này phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ tư, chính phủ Hàn Quốc đã áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với các buổi tụ tập và giãn cách xã hội. Các sự kiện thể thao ngoài trời được phép có tối đa 50% khán giả và tối đa 100 người có thể tham dự chương trình ca nhạc hoặc buổi hòa nhạc bất kể tình trạng tiêm chủng. Khi đến các địa phương có nguy cơ cao, chẳng hạn như quán bar và câu lạc bộ đêm, phòng tập thể dục trong nhà, phòng xông hơi và quán karaoke, khách hàng sẽ được yêu cầu xuất trình bằng chứng tiêm chủng hoặc giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 48 giờ. Hàn Quốc đã tạo ra ứng dụng vaccine của riêng mình. Theo chính phủ Hàn Quốc, ứng dụng này sẽ bảo vệ quyền riêng tư của người dùng thông qua công nghệ blockchain. Các nhà chức trách Hàn Quốc cho biết họ sẽ tập trung vào tỷ lệ nhập viện và tử vong hơn là giảm thiểu số ca nhiễm hàng ngày, đồng thời sẽ mở rộng việc tự điều trị đối với những người chỉ có triệu chứng COVID-19 nhẹ. Tuy nhiên, Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc và các chuyên gia đã cảnh báo, thời điểm chuyển sang chiến lược mới có thể khiến số ca nhiễm COVID-19 gia tăng. Hôm thứ Năm 28 tháng 10, Hàn Quốc đã báo cáo 2.124 ca nhiễm COVID-19 mới, đưa tổng số ca nhiễm lên trên 360.000 ca với 2.817 ca tử vong. Đại sứ Úc tại Trung Quốc cảnh báo quan hệ với Trung Quốc có thể sẽ tồi tệ hơn. Người đứng đầu phái đoàn ngoại giao của Úc tại Trung Quốc mới đây đã đưa ra cảnh báo về khả năng các tranh chấp thương mại giữa các nước này. Trong khi đó, quan hệ ngoại giao giữa hai nước cũng chưa hề có dấu hiệu sẽ sớm được cải thiện. Đại sứ Úc tại Trung Quốc Graham Fletcher ngày hôm nay 29 tháng 10 cảnh báo, mặc dù số liệu tổng thể cho thấy thương mại với Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng nhờ nguồn thu từ xuất khẩu quặng sắt của Úc sang thị trường Trung Quốc đang rất tốt. Tuy nhiên, các vấn đề tồn tại trong quan hệ giữa Úc và Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến thương mại. Phát biểu tại một sự kiện do tờ Daily tổ chức, đại sứ đã thừa nhận quan hệ thương mại giữa Úc và Trung Quốc hiện không mấy tốt đẹp. Người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao của Úc cũng tiết lộ về việc ông muốn gặp gỡ một số đầu mối tại Trung Quốc để giải quyết các vướng mắc. Nhưng câu trả lời mà ông nhận được là họ được chỉ đạo không giao thiệp với cấp đại sứ. Quan hệ ngoại giao giữa Úc và Trung Quốc bắt đầu xuống cấp nghiêm trọng sau khi bùng phát dịch COVID-19 và Úc đề nghị tổ chức một cuộc điều tra quốc tế để làm rõ nguồn gốc đại dịch và để nhân loại có thể tránh được một đại dịch tương tự trong tương lai. Sau lời kêu gọi này của Úc, Trung Quốc đã áp dụng một số rào cản thương mại nhằm vào hàng hóa nhập khẩu từ nước này, gây thiệt hại khoảng 20 tỷ đô la Úc cho các doanh nghiệp Úc trong năm ngoái và có khả năng các công ty này sẽ tiếp tục chịu mức thiệt hại tương tự trong năm nay. Sau quyết định của Trung Quốc, Úc đã kiện lên Tổ chức Thương mại Quốc tế Thế giới WTO và tổ chức này đang thụ lý ít nhất 2 vụ kiện liên quan đến các mức thuế nhập khẩu mà Trung Quốc áp dụng với rượu vang và lúa mạch của Úc. Theo số liệu công bố hồi tháng 9 năm 2021 của Hải quan Trung Quốc, trong bối cảnh quan hệ hai nước vẫn đang căng thẳng, nhưng so với cùng kỳ năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của Úc sang Trung Quốc đạt hơn 20 tỷ đô la Úc, tăng 50%, trong khi đó xuất khẩu từ Trung Quốc sang Úc cũng đạt khoảng 8 tỷ đô la Úc, tăng gần 24%. Trong diễn biến khác có liên quan đến quan hệ hai bên, truyền thông Úc hôm nay đưa tin đại sứ Trung Quốc tại Úc là ông Thành Cảnh Nghiệp chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ và sẽ sớm rời Úc. Tuy nhiên, ông Thành Cảnh Nghiệp sẽ không đến chào từ biệt Ngoại trưởng Mary Pay như thông lệ. Động thái hy hữu này cho thấy mối quan hệ ngoại giao đang ở mức rất thấp giữa hai nước, có thể sẽ còn xấu thêm. Taliban đòi các nước trả lại hàng tỷ Mỹ Kim bị đóng băng giữa lúc Taliban cạn tiền.
Taliban kêu gọi giải phóng hàng tỷ Mỹ Kim dự trữ của Ngân hàng Trung ương Afghanistan khi nước này đối mặt với tình trạng khan hiếm tiền mặt, nạn đói và khủng hoảng di cư. Afghanistan đã gửi hàng tỷ Mỹ Kim tài sản tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và các ngân hàng trung ương khác ở châu Âu, nhưng số tiền này đã bị đóng băng kể từ khi lực lượng Taliban lật đổ chính phủ do phương Tây hậu thuẫn và lên nắm quyền ở Afghanistan hồi tháng 8. Số tiền này thuộc về nhà nước Afghanistan, hãy đưa cho chúng tôi tiền của chúng tôi. Người phát ngôn Bộ Tài chính Afghanistan Amawandi Hamai nói với Reuters. Việc đóng băng số tiền này là phi đạo đức, đi ngược lại mọi luật lệ và giá trị quốc tế, người phát ngôn nhấn mạnh. Một quan chức cấp cao của Ngân hàng Trung ương Afghanistan đã kêu gọi các quốc gia châu Âu, bao gồm Đức, giải phóng số tiền dự trữ của Afghanistan để tránh kịch bản nền kinh tế của nước này sụp đổ, kéo theo làn sóng di cư ồ ạt sang châu Âu. Tình hình đang nghiêm trọng và tiền mặt đang cạn dần. Lượng tiền bây giờ chỉ đủ cho Afghanistan tiếp tục duy trì đến cuối năm. Samer Rabi, thành viên hội đồng quản trị của Ngân hàng Trung ương Afghanistan nói, dự trữ ngoại hối trong các kho bạc của Ngân hàng Trung ương ở Kabul đã cạn kiệt. Cơ quan này không thể đáp ứng nhu cầu về tiền mặt. Báo cáo mật của Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế hồi tháng 9 cho biết. Ông Merabi cảnh báo, châu Âu sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất nếu Afghanistan không tiếp cận được nguồn tiền bị đóng băng. Theo ông Merabi, mặc dù chính quyền Tổng thống Joe Biden gần đây tuyên bố không giải phóng khoản dự trữ khoảng 9 tỷ Mỹ Kim do Afghanistan gửi tại Mỹ, nhưng các nước châu Âu có thể làm điều này. Ông nói rằng Đức đang giữ nửa tỷ Mỹ Kim tiền dự trữ của Afghanistan và nước này cũng như các nước châu Âu khác nên giải phóng những khoản tiền đó. Ông Merabi cho biết Afghanistan cần 150 triệu Mỹ Kim mỗi tháng để ngăn cuộc khủng hoảng sắp xảy ra, đồng thời giữ cho đồng nội tệ và giá cả ổn định. Nếu số tiền dự trữ vẫn bị đóng băng, các nhà nhập khẩu Afghanistan sẽ không thể thanh toán các lô hàng của họ. Các ngân hàng sẽ bắt đầu sụp đổ, thực phẩm sẽ trở nên khan hiếm, các cửa hàng tạp hóa sẽ trống rỗng. Ông Merabi cho biết, thủ đô Kabul và một số tỉnh thành khác của Afghanistan trong tháng này đã rơi vào cảnh mất điện diện rộng khi chính quyền Taliban không thể thanh toán nợ cho các nhà cung cấp do thiếu ngân sách. Afghanistan nhập khẩu khoảng 80% để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện ở các quốc gia láng giềng. Lời kêu gọi hỗ trợ được đưa ra trong bối cảnh Afghanistan đang phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ của một nền kinh tế yếu kém. Sự rời đi của các lực lượng do Mỹ dẫn đầu và nhiều nhà tài trợ quốc tế khiến Afghanistan rơi vào khó khăn. Cùng với cuộc khủng hoảng tài chính dịch bệnh, Afghanistan còn phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo. Giá các mặt hàng thiết yếu như bột mì tăng chóng mặt trong khi tỷ lệ thất nghiệp ngày càng tăng, khiến hàng triệu người phải đối mặt với nạn đói khi mùa đông đến gần. Mặc dù các cường quốc phương Tây muốn ngăn chặn thảm họa nhân đạo ở Afghanistan, nhưng họ đã từ chối chính thức công nhận chính phủ Taliban. Người phát ngôn của Bộ Tài chính cho biết Afghanistan sẽ cho phép phụ nữ được đến trường, nhưng không được ngồi cùng lớp với nam giới. Ngoài ra, quyền con người sẽ được tôn trọng nhưng trong khuôn khổ luật Hồi giáo và không bao gồm quyền của người đồng tính. Tường Vi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Thời sự 360 trên phố Bosa TV. Đừng quên đăng ký cũng như chia sẻ kênh với bạn bè và người thân. Chúc quý vị có một cuối tuần vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 6 giờ chiều California, 9 giờ tối giờ miền Đông Hoa Kỳ, cũng là 8 giờ sáng tại Việt Nam trong chương trình trên phố Bosa TV kỳ tới.